Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Biển đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Qua hàng ngàn năm lịch sử, biển đảo trong tâm thức của người Việt là đất nước, là cuộc sống mà biết bao thế hệ cha ông ta đã đổ xương máu để xây dựng, gìn giữ, phát triển và bảo vệ chủ quyền đất nước cho hiện tại và tương lai. Hiện nay Biển Đông đang có những diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. Cụ thể là Bắc Kinh liên tục rầm rộ thị uy về mặt quân sự trong vùng Biển Đông, củng cố các tiền đồn mà họ đã xây dựng trên các đảo nhân tạo nắm trong tay. Việt Nam vẫn kín đáo, cố gắng cải thiện và nâng cấp các cơ sở quân sự của mình trên một số đảo ở vùng hòn đảo Trường Sa. Vậy các bạn khán giả có thắc mắc những chuyển biến của Việt Nam tại Biển Đông trong thời gian qua như thế nào không ? Liệu có đủ sức để săn đe anh bạn phương Bắc ngày đêm vẫn lam le xâm chiếm chúng ta không? Hãy cùng đi tìm hiểu ngay trong video này nhé các bạn thân mến! Trong bản báo cáo mới nhất Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington đã so sánh các hình ảnh vệ tinh chụp trong vòng 2 năm gần đây để nêu bật nỗ lực của Việt Nam mà tổ chức này đánh giá là khiêm tốn. Dựa trên các bức ảnh vệ tinh mới nhất của hãng Cineroy ở đây thì AMTI đã đối chiếu với các ảnh chụp trước đó để xem xét các thay đổi trong hệ thống vũ khí phòng thủ mà Việt Nam bố trí trên một số đảo trong quyền kiểm soát của mình. Kết luận của AMTI là Việt Nam tiếp tục tập trung vào việc củng cố phòng thủ nhằm chống lại các cuộc tấn công hoặc phong tỏa, đồng thời tăng cường năng lực răn đe bằng cách trang bị những loại vũ khí đủ sức tấn công vào các cơ sở của Trung Quốc trong khu vực. Đầu tiên để xây dựng quân sự trên Biển Đông, Việt Nam đã chuẩn bị những hệ thống vũ khí mới nhằm răn đe đối với những động thái ngang ngược từ phía Trung Quốc. Việt Nam cũng được cho là các hệ thống vũ khí mới hơn, tầm bắn xa hơn trên các tiền đồn của mình. Hãng tin Reuters đưa tin rằng Việt Nam đã triển khai hệ thống tên lửa pháo Iskander của Israel tới 5 trong số các đảo Trường Sa. Kích thước nhỏ gọn của các hệ thống này sẽ giúp việc triển khai và che giấu dễ dàng và nhanh chóng hơn. Các loại pháo phòng không này chỉ cần cơ sở hạ tầng hỗ trợ tối thiểu là có thể được bắn đi từ bất kỳ loại bệ phóng nào được mô tả ở trên và cũng như từ bất kỳ bề mặt cứng phẳng hợp lý nào khác. Điều đó có nghĩa là loại vũ khí này có thể dễ dàng có mặt tại bất kỳ hoặc tất cả trong số 10 đảo lớn nhất của Việt Nam ở Trường Sa. Ngoài ra, như một chuyên gia từng nêu bật, với tầm bắn là 150 km khoảng 80 hải lý, các hệ thống Xtra của Việt Nam đã có khả năng tấn công tất cả các căn cứ ở Trường Sa của Trung Quốc và đó là khả năng răn đe đáng kể của Hà Nội. Bên cạnh đá Tây và đảo Sinh Tồn, một số thực thể của Việt Nam đã được nâng cấp khiêm tốn hơn. Trong 2 năm qua, đảo Phan Vinh và Nam Ít đều nhận được một vòm radar bổ sung chứa các hệ thống cảm biến hoặc liên lạc chưa được xác định, cũng như một số tòa nhà hành chính tại đảo Trường Sa lớn. Việt Nam đã hoàn thành công trình vòm radar nhỏ và xây dựng một số tòa nhà mới. Việt Nam cũng đã mở rộng 2 trong số các cơ sở, giống như một cái hộp trên dạng san hô đá đông, gần như ngập dưới nước và đá tóc tan AGC Onzit. Mỗi thực thể nhận được một cấu trúc thứ hai, được kết nối với cấu trúc đầu tiên kể từ năm 2013. Việt Nam đã nâng cấp 8 trong số 24 cơ sở đặt trên bãi đá ngầm và 12 trong số 14 nhà giàn DK1 trơ trọi ở vùng biển sâu hơn về phía Tây Nam. Ngoài ra, Việt Nam đã nâng cấp dạng san hô đá Tây và đảo Sinh Tồn, ghi nhận trước tiên của sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải là trong số tất cả các tiền đồn của Việt Nam ở vùng quần đảo Trường Sa. Hai thực thể đá Tây và đảo Sinh Tồn đã có những thay đổi mạnh mẽ nhất trong 2 năm qua. Phần lớn trong số 70 mẫu hay 30 hecta tạo thành diện tích của bãi đá Tây hiện nay là kết quả quá trình cải tạo, bồi đắp từ năm 2013 đến năm 2016. Trong 2 năm qua, đá Tây đã có công trình mới đáng kể, bao gồm một số công trình phòng thủ ven biển, các tòa nhà hành chính, các con đường và bon ke bằng bê tông và một cấu trúc lớn có hình tháp mà theo AMTI có lẽ dùng để liên lạc hoặc thu pháo tín hiệu tình báo. Tại khu vực mũi phía Bắc và phía Nam của hòn đảo cũng có một mạng lưới đường hầm, tương tự như các mạng lưới đường hầm khác của Việt Nam, cũng như một số điểm trồng cây xanh tại đảo Sinh Tồn, theo AMTI cũng được nâng cấp đáng kể trong 2 năm qua. Đáng chú ý nhất là việc xây dựng một loạt các công trình phòng thủ dọc theo bờ biển. Công việc này bắt đầu vào năm 2019 và tập trung trên khoảng 26 mẫu, 10 hectare đất cải tạo từ năm 2013 đến năm 2016. Khu vực đất mới ở phía Bắc đảo Sinh Tồn có trong ảnh từ năm 2018 đã được dọn sạch để xây dựng các đường hầm mới và công sự ven biển. Một ảnh vệ tinh chụp vào tháng 11 năm 2023 cho thấy khu vực hiện đã bắt đầu được trồng trọt, cho thấy rằng phần quan trọng trong công việc đã hoàn thành. Việc nâng cấp ở đá Tây và đảo Sinh Tồn tuân theo các mô hình đã được thấy ở các tiền đồn khác của Việt Nam ở Trường Sa. Với các công trình phòng thủ ven biển,
các ụ bê tông được kết nối với các bong ke có mặt khắp nơi tại các tiền đồ lớn hơn của Việt Nam. Hai hòn đảo này từ đảo chìm dần biến thành đảo nổi. Có thể thấy Việt Nam đã rất chăm chú vào địa thế trên quần đảo Trường Sa này. Không chỉ cải thiện về địa thế và cơ sở quân sự, nơi hai hòn đảo này Việt Nam còn liên tục nâng cao khả năng phòng không và phòng thủ bờ biển. Theo ghi nhận thứ hai của AMTI là liên quan đến ba loại cơ sở phòng thủ đã được xây dựng trên hầu hết các căn cứ của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, với mục tiêu rõ ràng là nâng cao khả năng phòng không và bảo vệ bờ biển. Loại cơ sở thứ nhất là những cái ụ bao gồm một dải hình thuôn dài, dường như dành cho các hệ thống phòng không, thường được sắp xếp theo hình tam giác với các bong ke chuyên dụng. Các cơ sở này được thấy cả trên đảo Trường Sa, lớn lẫn trên một số tiền đồn thuộc loại nhỏ nhất như đảo Phan Vinh, nơi loại ụ này được gắn vào một bãi đáp trực thăng để tiết kiệm không gian theo AMTI thời điểm xuất hiện. Kích thước và hướng của loại cơ sở này là dấu hiệu cho thấy công trình được thiết kế để sử dụng cho các hệ thống phòng không cũ có từ thời Liên Xô như S-125E cho ra 2SA-3QUA. Một số tấm bê tông thuôn dài này cũng nằm rải rác xung quanh mỗi hòn đảo, thường được kết nối với một bong ke và hướng ra bờ biển như trên đảo Sơn Ca, đảo Nam Yết hay đảo Song Tử Tây. Loại cơ sở thứ hai được thấy ở đảo Sơn Ca, đảo Trường Sa Đông và đảo Trường Sa Lớn là loại ụ có một bệ bê tông hình bán nguyệt, rất có thể được dùng cho các hệ thống phòng thủ bờ biển. Các bệ này hầu như luôn hướng ra ngoài dọc theo bờ biển và thường được kết nối với các bong ke. Loại cơ sở thứ ba hình tròn được thấy ở đảo Sơn Ca, đảo Trường Sa Đông thì có miếng đệm trông nhỏ hơn, thường được hướng vào bên trong đất liền, kết nối với bong ke nằm dọc theo bờ biển. Hầu hết các tiền đồn lớn hơn của Việt Nam đã có những cơ sở đó từ nhiều năm qua. Theo AMTI, các cơ sở này đã xuất hiện trên đảo Nam Yết ít nhất là từ năm 2006. Nhưng sau khi bồi đắp để mở rộng các thực thể lớn nhất, Việt Nam đã phải xây dựng thêm các dọc theo các bờ biển mới được hình thành. Toàn bộ 10 thực thể có đá nổi trên mặt nước mà Việt Nam kiểm soát đều có những ụ này. Việc Việt Nam đang củng cố sức mạnh tại Trường Sa là điều rất cần thiết, bởi gần đây, sự bành trướng và ngang ngược của Trung Quốc ngày càng lớn. Mới đây, Trung Quốc còn khiến Mỹ phải dằn mặt đôi chút tại quần đảo Trường Sa này. Sau khi tàu Mỹ đi qua khu vực đảo Trường Sa, có một bài báo với nhan đề "Tàu chiến Mỹ lại thách thức Trung Quốc ở Trường Sa", có nội dung về tình hình căng thẳng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam rồi việc bắt nguồn trong thời gian qua. Khu vực trục hạm USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đi qua các bãi đá bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong hoạt động tuần tra, đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Theo đó, trong một thông báo mới nhất, hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Theodore Roosevelt đã khẳng định các quyền và tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, thông báo không nêu cụ thể tàu chiến đã đi qua những đảo nhân tạo nào mà Trung Quốc đã ngang ngược bồi đắp thành căn cứ quân sự ở Trường Sa. Đây là động thái mới nhất từ Mỹ nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Washington nhiều lần lên án những hoạt động ngang ngược của Bắc Kinh nhằm bắt nạt các nước láng giềng ở Biển Đông. Hoạt động của khu trục hạm USS Theodore Roosevelt thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay diễn ra sau cuộc tập trận chung của hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông mới đây và một tàu chiến khác di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa hồi đầu tháng 8. Điều này cho thấy chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không thu hẹp quy mô hoạt động thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Theo Reuters, kể từ năm 2013, Trung Quốc bắt đầu nạo vét, bồi đắp 7 bãi đá bị nước này chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, biến các thực thể này thành đảo nhân tạo được quân sự hóa. Điều này trực tiếp xâm phạm đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam để đảm bảo ổn định trên Biển Đông. Những năm gần đây, số lượng tàu sân bay hàng năm của Mỹ ở Biển Đông đã tăng lên đáng kể dưới thời chính phủ của cựu Tổng thống Donald Trump. Theo tạp chí Foreign Policy, Mỹ chỉ tiến hành nhằm thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Vào năm 2015, thời Tổng thống Barack Obama, 3 pha náp vào năm 2016, 4 pha náp vào năm 2017, 6 pha náp vào năm 2018, 8 pha náp vào năm 2019 và 9 pha náp vào năm 2020. Số lượng pha náp trên thực tế có thể là cao hơn. Dẫn lời giáo sư James Laza tại Đại học Hải chiến Mỹ, khuyến nghị chính phủ ông Joe Biden cần tăng cường pha náp ở Biển Đông bằng cách không chỉ sử dụng tàu chiến hay máy bay đơn lẻ, mà nên điều động các phi đội hoặc đội tàu chiến, nhóm tác chiến, tàu sân bay thực hiện. Việt Nam chúng ta, từ xưa đến nay bao lần bị các nước lớn lăm le xâm lược, nhưng với ý chí kiên cường, bất khuất của mình, chúng ta luôn luôn đứng vững và giành được độc lập, tự chủ. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm thì âm mưu của Trung Quốc vẫn không hề thay đổi, không chiếm được đất liền, đã chuyển sang gây hấn trên biển đảo nước ta. Chính phủ luôn có những chỉ đạo mềm mỏng có, cứng rắn có, để đáp lại sự ngang ngược của Trung Quốc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, chỉ có mình mạnh lên thì mới không sợ sự ngang ngược của kẻ thù. Chỉ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới đạt được thành công. Các bạn có những ý kiến gì về những hành động cần thiết này tại Trường Sa để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của chúng ta?
và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những tin tức mà chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới. Vài ngày trước, một bức ảnh gây xúc động về toàn bộ một tòa nhà ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam bị nước lũ cuốn trôi được lan truyền trên mạng. Vào thời điểm trên, nhiều nhà dân ven đường bị công trình va vào đổ sập xuống nước, người dân chứng kiến cảnh tượng la hét kinh hoàng. Đoạn video được tải lên từ Internet cho thấy một tòa nhà đã bị lũ cuốn trôi và ngôi nhà bị lũ cuốn trôi về phía hạ lưu. Các nhân chứng đã hét lên, ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi, chìm trong nước lũ, đám đông lại hét lên, oh my god. Cư dân mạng Đại Lục nói thật là đáng sợ, cảm giác như trời long đất lở vậy, sức ảnh hưởng quá lớn, nước chảy quá mạnh, nhà có thể bị sập, nhiều người lo ngại. Người dân chạy tán loạn và hét lên, thật kinh hoàng, theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông Lu. Vụ việc xảy ra vào 2 ngày trước tại huyện Chenxi, Hoài Hoa, Hồ Nam. Không rõ liệu có thương vong hay không. Theo thống kê của Cục Khí tượng huyện Chenxi, từ 0 giờ đến 14 giờ cùng ngày, trên địa bàn quận thường xảy ra mưa lớn, cục bộ mưa cực lớn. Tính đến 14 giờ ngày hôm đó, 3 thị trấn có lượng mưa trong 12 giờ hơn 200mm. Từ 13 giờ, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán huyện Chenxi đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Theo báo cáo, từ tối ngày 8 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9, mưa lớn liên tục gây ra lũ lụt ở nhiều nơi trong huyện Yanfu, khiến đất nông nghiệp và cây cam ở làng Khinjatun dọc theo sông Yangtze ở thị trấn Dangjiakou bị ngập lụt. Đoạn Guajin của quốc lộ G2417 bị sạt lở đất, bao gồm cả đoạn Saoyui của thị trấn Dangjiakou của quốc lộ G354, sạt lở đất nhỏ đã xảy ra ở nhiều ngôi làng ở thị trấn Senyu. Theo thống kê chính thức từ Hồ Nam, tính đến 8 giờ ngày 9 tháng 9, lượng mưa lớn đã khiến 250.473 người ở Hồ Nam bị ảnh hưởng. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 21.607,55 ha. 94 ngôi nhà của 42 hộ bị sập. Kính thưa quý vị, với sự xuất hiện của mùa lũ, hồ đập Tang Yan San một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Do lượng mưa liên tục ở thượng nguồn sông Thông Cu trong những ngày gần đây, mực nước của hồ đập Tang Yan San dâng lên nhanh chóng. Lượng mưa gia tăng đã gây khó khăn cho dự án nạo vét máng xả của hồ đập Tang Yan San và sự rò rỉ của đê quai xây dựng ngày càng lớn. Đây là đợt xả lũ đầu tiên đến hồ đập Tang Yan San trong gần 300 ngày kể từ năm ngoái. Do lượng mưa liên tục ở thượng nguồn sông Thông Cu trong những ngày gần đây, mực nước của hồ đập Tang Yan San đã lên nhanh chóng. Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm đó, Văn phòng Kiểm soát lũ lụt Manyan nhận được báo cáo từ các nhân viên của nhóm hồ đập thuộc Cục Quản lý nước thành phố và người phụ trách đơn vị thi công của dự án nạo vét thoát nước hồ đập Tang Yan San rằng mực nước hồ đập dâng cao từ 717,7m vào cùng ngày. Bên trái và bên phải nước dâng lên nhanh khoảng 718,6m, khiến tình trạng thấm rột của đê quai đang thi công ngày càng gia tăng, yêu cầu phải tiến hành phá ngay sự cố rò rỉ đê quai gần thượng lưu. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt Mianjiang ngay lập tức báo cáo tình hình cho Phó Chỉ huy của Sở Chỉ huy Kiểm soát lũ lụt Mianjiang An Tiun, Giám đốc Cục Vấn đề nước Miên Dương và Phó Bí thư Đảng đoàn He Qiuqing thuộc Cơ quan Quản lý sông Đô thị Mianjiang. Khoảng 13 giờ ngày hôm đó, An Tiun và các nhân viên của Văn phòng Phòng chống lũ lụt nhanh chóng đến phòng tham vấn của trụ sở Phòng chống lũ lụt để nghiên cứu các công việc liên quan, đồng thời có những biện pháp quyết liệt để không xảy ra sự cố mất an toàn và báo cáo kịp thời tình hình và biện pháp xử lý có liên quan cho lãnh đạo thành phố Miên Dương. Sau khi xác minh, 12 giờ trưa hôm qua, hồ đập Tang Yan San là nơi xả lũ đầu tiên sau đợt cứu hộ. Việc xả lũ được thực hiện thủ công, làm giảm mực nước trước đập từ 718,6m xuống 712m với tổng lượng xả hơn 20 triệu mét khối. Việc xả lũ chính thức được bắt đầu vào 12 giờ trưa ngày 8 tháng 9, thời gian xả lũ sẽ đến hơn 24 giờ. Do cách xả dòng có thể kiểm soát được một cách nhân tạo nên ước tính đợt xả này sẽ không tạo thành đỉnh lũ lớn. Tuy nhiên, để chuẩn bị sẵn sàng, các ban chỉ huy chống lũ của 5 quận huyện thành phố ở vùng hạ lưu của thành phố Miên Dương đã khẩn trương hành động và sẵn sàng bước vào tình trạng chiến đấu trong mùa lũ và nhanh chóng thông báo cho người dân và máy móc dọc hạ lưu Tang Yan San sơ tán khỏi sông để đảm bảo an toàn không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Thưa quý vị, tin tức mới nhất từ Ban tuyên truyền Trùng Khánh Chengku cho biết, hồ đập địa phương sông Luyang sẽ được cho nổ lần thứ hai vào ngày 10 tháng 9 để giải phóng lũ lụt.
Hiện nay vật liệu đang được lắp đặt tại hiện trường cứu hộ, thời gian nổ mìn chính xác vẫn chưa được xác định. Yeo Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Mioba và đang thảo luận tại chỗ về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập. Vào khoảng 21 giờ tối ngày 9 tháng 9, các bộ phận liên quan đã tiến hành nổ mìn xả lũ đầu tiên của hồ đập ở thị trấn Mioba. Lưu lượng xả lũ tăng từ 60 m khối trên giây trước khi nổ mìn lên 70 m khối trên giây. Đến nay, mực nước hồ đập đã giảm từ 15 m trước khi nổ mìn xuống còn khoảng 9 m. Theo tin tức mới nhất tại hiện trường, Yeo Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Mioba và đang thảo luận về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập và các chuyên gia từ Văn phòng Quốc phòng và Phó Thị trưởng Trùng Khánh Liu Sipu. Phóng viên đã được biết thông tin liên lạc tại địa điểm cứu hộ đập sông Leo Giang đã được khôi phục. Tuy nhiên, con đường chính vận chuyển trên bộ vẫn đang trong tình trạng gián đoạn do lũ lụt. Nhiều người cứu hộ chỉ có thể đi bằng thuyền xung kích và thiết bị đào và vận chuyển quy mô lớn vào công trường để loại trừ rủi ro, tránh bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các máy xúc được huy động từ Changku và các quận, huyện xung quanh đã được triển khai tại hiện trường cứu hộ. Và công việc sửa chữa khắc phục đã bắt đầu. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ ngày 10 tháng 9, tại khu vực sông Leo Giang sẽ có mưa lớn, có thể hình thành lũ và đe dọa an toàn thân đập. Hiện trường cứu hộ hồ đập đang gấp rút được cứu trợ khẩn cấp. Bão đánh sập 6 chung cư Trung Quốc. Thưa quý vị, ít nhất 6 tòa nhà chung cư đã đổ sập sau những trận lở đất do bão Morakot gây ra ở miền đông Trung Quốc, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống gạch vụn. Giới chức trách cho biết họ đã kéo được 6 người còn sống ra khỏi đống đổ nát tại thị trấn Pengsi của tỉnh Chiết Giang. Bão Morakot ập vào vùng duyên hải phía đông Trung Quốc hôm vừa qua, kéo theo mưa lớn, gây nên những trận lở đất. Theo báo cáo Trung Quốc đưa tin, vào khoảng 22 giờ 30 phút theo giờ địa phương, ngày 8 tháng 9, lở đất đã xảy ra tại Pengsi, gần thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Một nhân chứng kể, chỉ cần một giây, bùn và đá đã nhấn chìm các tòa nhà cao 4 tầng này. Có khoảng 6 hoặc 7 chung cư với khoảng 28 gia đình ở mỗi tòa nhà đang bị chôn vùi trong gạch vụn. Đến nay, có 2 người được xác nhận đã chết, nhưng con số này có thể sẽ tăng lên. Xinhua cho biết các chiến dịch cứu hộ đang bị cản trở bởi những đống đổ nát phủ lên người nạn nhân. Bão Morakot đã yếu dần vào sáng sớm một ngày sau đó, nhưng vẫn ập vào miền đông nam Trung Quốc và mang theo mưa lớn. Hơn 1 triệu người đã được di tản khỏi nhà và con số thiệt mạng hiện giờ là 6, bao gồm 4 người ở tỉnh Chiết Giang và 2 ở Phúc Kiến cùng Giang Tây. Xinhua cũng cho hay hàng trăm ngôi làng và thị trấn ngập trong biển nước, hơn 2.000 căn hộ và tòa nhà đã đổ sập. Trước khi tấn công Trung Quốc, bão Morakot đã đổ mưa xuống Đài Loan cuối tuần trước. Nước dâng cao hơn 2 mét tạo nên trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua tại đây. Sáng ngày 9 tháng 9, các nhóm cứu hộ vừa tìm thấy một số người sống sót từ trận lở đất hôm Chủ nhật đã chôn vùi khoảng 600 người của ngôi làng miền núi Xiaolin phía Tây Nam. Theo BBC đưa tin, khoảng 50 người thoát được nguy hiểm và 150 người khác được phát hiện còn sống tại những nơi khác trong làng. Đội trực thăng cứu hộ đã thả thức ăn và cố kéo số người này ra khỏi làng bởi các con đường bị lũ làm sạt lở, còn điện nước đều bị cắt nguồn. Ở các nơi khác, số ca tử vong được xác nhận là 38 bên cạnh hàng chục người bị thương và mất tích. Morakot cũng là thủ phạm gây mưa lớn ở miền Bắc Philippines, làm chết ít nhất 22 người hồi tuần trước. Tại Nhật Bản, bão lớn Eta với sức gió lên tới 108 km/h khiến nhiều khu vực trở nên nguy hiểm vì lũ lụt lẫn lở đất và con số thiệt mạng đến nay là 12 người. Bão được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực Tokyo ngày 9 tháng 9 kèm theo những cảnh báo toàn quốc về mưa lớn và sạt lở. Bão lớn và bão nhiệt đới thường ghé thăm khu vực này trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Lũ lụt đã xảy ra tại nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy lũ lụt ở Đồng Nhân, Quý Châu tràn trên đường phố, nhiều phương tiện bị ngập, một số người phải nhảy khỏi xe để thoát thân. Thành phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam bị ngập lụt. Lũ lụt xảy ra tại nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Và Cục Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo bão màu vàng vào ngày 9 tháng 9. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nước lũ ở Đồng Nhân, Quý Châu đang ào ạt trên đường phố. Nhiều phương tiện bị ngập, một số người đã nhảy khỏi xe để thoát thân. Lượng mưa khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao, biến bãi sông Vũ Hán thành bãi tắm.
và một ngày trước đó đã có mưa bão lớn ở Thành Đô ở Tứ Xuyên, Khuynan ở Quý Châu, Chenzhou ở Hồ Nam, Gansu ở Giang Tây, Quế Lâm ở Quảng Tây, Huệ Châu ở Quảng Đông và mưa cực lớn ở Liễu Châu, ở Quảng Tây và Sơn Vĩ ở Quảng Đông. Ngày 9 tháng 9, Cục Khí tượng Trung ương đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp với mưa lớn lên cấp 3, cảnh báo 6 tỉnh khu vực gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông sẽ có mưa lớn, lượng mưa tích lũy ở một số khu vực có thể lên tới 100-200mm. Từ ngày đầu tháng, mưa lớn đã xảy ra tại nhiều nơi ở Quý Châu, gây ra lũ lụt. Video trực tuyến cho thấy, vào 2 ngày trước, Tongren, Guju, nước tràn vào khu đô thị, mọi người vội vã trên đường phố tìm đường về nhà. Một số người dân đã quay video và hét lên, Chúa ơi, hãy nhìn mưa rơi. Lượng mưa khiến các con sông ở một số khu vực bị dâng cao. Đường xá bị sập và đất trồng trọt bị ngập lụt. Một số xe tải, ô tô con bị ngập quá nóc, một số người dân phải nhảy xuống thoát thân. Video cho thấy một đường hầm ở Quý Châu bị ngập trong nước lũ. Những người quay phim nói không xe nào vượt qua được. Cục Khí tượng Hồ Bắc đưa tin mây dày đặc bao phủ bầu trời Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Mây cuộn, có nơi mưa vừa đến mưa to. Dự báo từ chiều tối ngày 9 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9, trên địa bàn toàn thành phố sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ kèm theo đối lưu mạnh như sấm sét, mưa to trong thời gian ngắn và gió giật mạnh. Lượng mưa đã khiến mực nước đoạn Vũ Hán trên sông Dương Tử tiếp tục dâng cao, một số vùng trũng thấp hơn ở bãi sông Hán Khẩu đã bị nhấn chìm trong nước sông và bãi sông trở thành bãi biển. Nhiều nơi ở Hồ Nam đã có mưa bão. Một cư dân mạng đã đăng trên Weibo một đoạn video nói rằng làng Uma 2 ở Trường Đức đã bị ngập lụt. Một đoạn video khác cho thấy một vụ lở đất do mưa lớn gây ra ở một nơi nào đó ở Hồ Nam với những ngôi nhà bị cuốn trôi và cảnh tượng lộn xộn. Từ mấy ngày nay, tỉnh Jiangxi ở tỉnh Hồ Nam đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo thông báo của thời tiết Hồ Nam, 6 trạm quan sát ở huyện Phượng Hoàng đã trải qua mưa bão lớn. Lượng mưa tối đa là 246,5mm ở thị trấn Du Li, thị trấn Liêu Gia Kiều. Lượng mưa lớn khiến sông Phen Hoang Tu Giang dâng cao, lũ tràn bờ sông tràn vào nhà dân, thành cổ Phen Hoang bị ngập cục bộ, nhiều tuyến phố trong thành phố cũng bị tích nước ở nhiều mức độ khác nhau. An Huy cũng đã trải qua mưa lớn. Cục Khí tượng An Huy đã công bố tin tức vào ngày 10 tháng 9. Tính đến 18 giờ ngày 10 tháng 9, Lu'an, Phen Yuang, Uhe, Bangbu và Haiyuan đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, yêu cầu người dân địa phương cần đề phòng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục và trên diện rộng trong những ngày qua, mực nước của lưu vực sông Châu Giang ở Quảng Châu đã dâng cao một cách bất ngờ. Theo tin tức do Cục Thủy văn tỉnh Quảng Đông công bố, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ ngày 9 tháng 9, một số trạm thủy văn ở Quảng Châu đã có mực nước dâng cao lần đầu tiên trong 50 năm qua và một lần trong 100 năm ở tỉnh này. Cùng ngày, do ảnh hưởng bởi mực nước dâng cao, lũ lụt quy mô lớn đã xảy ra ở cả hai bên bờ sông Châu Giang ở Quảng Châu và các con đường cũng bị đình chỉ do bị ngập nặng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 ở Tây Giang, Bắc Giang và Hán Giang, lũ lụt xảy ra cùng một lúc. Một lưu lượng lớn nước lũ đổ về hạ lưu khiến mực nước sông Châu Giang ở Quảng Châu và ở Phật Sơn dâng cao. Theo Hồng Kông Wenwu.com, vào lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, có thể thấy trên đường Yanjiang Mide, Quảng Châu, một số lượng lớn bèo từ thượng nguồn sông Châu Giang trôi xuống và mực nước tăng nhanh chóng. Đến khoảng 11 giờ 30 phút sáng, chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, mực nước sông Châu Giang đã dâng hơn 1 mét. Dưới chân cầu Hai Du ở Quảng Châu, lũ đã phá vỡ những viên gạch xi măng trên mặt đất và tràn vào đường An Giang. Một số tuyến đường có nền tương đối mỏng manh bị ngập sâu hơn nửa mét, chẳng khác nào xả lũ. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, độ sâu ngập lụt của nhiều đoạn trên đường Yanjiang Middle Road đã vượt quá 30cm. Có nhiều phương tiện lội nước, nước lũ ngập nửa bánh xe. Các nhân viên giao thông vận tải Quảng Châu, quản lý đô thị, sửa chữa khẩn cấp các thành phố và các bộ phận khác nhau bắt đầu làm việc ở đoạn đường bị ngập, chặn nước bằng bao cát và cấm người đi bộ và phương tiện di chuyển tại khu vực này. Tại ga tàu điện ngầm Haiju Square, một số nhân viên nhà ga đã xuất hiện ở lối ra để theo dõi mực nước và thực hiện các biện pháp đóng cửa bất cứ lúc nào. Ông Chen, công dân Quảng Châu cho biết mỗi năm hoặc 1-2 lần, nước từ sông Châu Giang tràn vào khu vực đô thị ở Quảng Châu, nhưng năm nay đặc biệt rõ ràng là rất nhiều nước.
Theo Bộ phận Thủy văn, mực nước sông Châu Giang sẽ vượt qua mức cảnh báo vào ban ngày và mực nước chiều cao nhất 1,1m trên đường. Cảnh báo sẽ xuất hiện ở khu vực đô thị trung tâm của Quảng Châu. Kể từ 11 giờ 30 phút trở đi là một lần trong một thế kỷ. Nước sâu 2,61m và vào lúc 12 giờ 30 phút, mực nước chiều cao nhất sẽ là 2,9m. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, trong tuần tới tiếp tục có mưa lớn trên lưu vực, mực nước các sông lớn sẽ lên trở lại. Sau khi mực nước rút, lũ có thể xuất hiện trở lại. Thưa quý vị, một trận lở đất ở huyện Chen Cu, Trùng Khánh tạo thành dòng chảy lũ chậm từ một hồ đập. Vào ngày 9 tháng 9, các nhân viên cứu hộ đã khảo sát địa điểm xảy ra vụ lở đất. Vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày hôm trước, một vụ sạt lở đất đã xảy ra theo hướng từ thị trấn Miao Ba, huyện Chen Cu, Trùng Khánh về quận Lỵ, chặn sông Liao Giang chảy qua thị trấn Miao Ba và tạo thành một hồ đập, đe dọa trực tiếp đến thị trấn Chen Cu, Thao Ti Miao Ba, Ping Ba và thị trấn Da Hu, thành phố Vạn Viên, tỉnh Tứ Xuyên và các thị trấn khác cũng như các làng và cộng đồng lân cận. Hiện hàng chục nghìn người dân trong vùng ảnh hưởng của hồ đập đã được di rời hoàn toàn. Tin tức mới nhất từ Ban tuyên truyền Trùng Khánh Chen Cu cho biết, hồ đập địa phương sông Lu Giang đã được cho nổ lần thứ hai vào ngày 9 tháng 9 để giải phóng lũ lụt. Hiện nay, vật liệu đang được lắp đặt tại hiện trường cứu hộ, thời gian nổ mìn chính xác vẫn chưa được xác định. Jiao Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Miao Ba và đang thảo luận tại chỗ về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập. Vào khoảng 21 giờ tối ngày hôm trước, các bộ phận liên quan đã tiến hành nổ mìn xả lũ lần đầu tiên của hồ đập ở thị trấn Miao Ba. Lưu lượng xả lũ tăng từ 60 mét khối mỗi giây trước khi nổ mìn lên 70 mét khối trên giây. Đến nay, mực nước hồ đập đã giảm từ 15 mét trước khi nổ mìn xuống còn khoảng 9 mét. Theo tin tức mới nhất tại hiện trường, Jiao Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Miao Ba và đang thảo luận về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập với các chuyên gia từ Văn phòng Quốc phòng và Phó Thị trưởng Trùng Khánh Liu Xipu. Phóng viên được biết thông tin liên lạc tại địa điểm cứu hộ đập sông Lu Giang đã được khôi phục, tuy nhiên con đường chính vận chuyển trên bộ vẫn đang trong tình trạng gián đoạn do lũ lụt. Nhiều người cứu hộ chỉ có thể đi bằng thuyền xung kích và thiết bị đào và vận chuyển quy mô lớn vào công trường để loại trừ rủi ro bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các máy xúc được huy động từ Chen Cu và các quận huyện xung quanh tại hiện trường cứu hộ đã được triển khai và công việc xây dựng đã bắt đầu. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ ngày 10 tháng 9 tại khu vực sông Lưu Giang sẽ có mưa lớn, có thể hình thành lũ và đe dọa an toàn thân đập. Một quan chức cảnh sát Đài Loan Trung Quốc cho biết, đến nay họ không thể kiểm chứng được số phận của khoảng 450 người ở một ngôi làng tại vùng núi bị đất lở chôn vùi sau khi bão Marakot quét qua. Quan chức có tên Wang cho biết khoảng 150 người đã được trực thăng quân đội và các phương tiện khác cứu thoát trong trận lở đất vào sáng ngày Chủ nhật ở làng Shaolin, miền nam hòn đảo Đài Loan. Tờ United Evening News ngày 10 tháng 9 dẫn lời một trong những người dân làng được cứu thoát, Lin Chen Chung, cho hay anh tin rằng 600 người đã bị chôn vùi trong trận lở đất. Theo anh, lở đất đã bao phủ một phần lớn của làng. Làng Shaolin hiện vẫn bị chia cắt với cả thế giới sau khi nước lũ phá hủy cây cầu cách làng khoảng 12 km. Trực thăng của quân đội thả lương thực xuống làng và cứu người sống sót. Quân đội Đài Loan đã cứu khoảng 260 người ở khu vực quanh ngôi làng bị lở đất chôn vùi hôm Chủ nhật. Trong khi đó, một chiếc trực thăng với 3 người trên khoang đã bị đâm vào núi khi đang cứu người dân làng có nhà bị phá hủy trong trận bão Marakot. 260 người được cứu sống ở xung quanh ngôi làng Xiaolin bị lở đất vùi lấp, còn hiện vẫn không có thông tin gì về số phận của hàng trăm người ở chính ngôi làng ở Nam đảo Đài Loan này. Trận lở đất do bão Marakot gây ra đã chôn vùi cả ngôi làng ở vùng núi xa xôi Xiaolin vào hôm Chủ nhật vừa qua, khiến số phận của ít nhất 450 người hiện vẫn chưa được rõ. Trận bão đã nhấn chìm nhiều vùng của Đài Loan sâu tới 2 mét trước khi di chuyển về Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, theo quan chức phụ trách thảm họa Đài Loan Chen Chung Chen, một chiếc trực thăng với 3 thành viên phi hành đoàn đã bị đâm vào núi vào ngày 10 tháng 9 do thời tiết xấu. Khi đó máy bay đang bay tới Utai, vùng núi ở phía nam Bình Đông. Các đài truyền hình trước đó đưa tin có 6 người trên trực thăng. Ông Chen cho hay xác của máy bay có thể nhìn thấy dưới sông nhưng không rõ liệu còn ai sống sót hay không. Vào ngày 10 tháng 9, giới chức Đài Loan cho hay ít nhất 41 người được khẳng định là đã thiệt mạng và 60 người vẫn đang mất tích sau khi bão Marakot quét qua. Con số này chưa bao gồm những người dân ở làng Xiaolin.
Thưa quý vị, lũ lụt cũng đã khiến hơn 8.000 tàu hàng và thuyền đã bị kẹt trên suốt chiều dài 40 km tại khúc sông nối Chiết Giang với Thượng Hải. Báo chí Trung Quốc gọi đây là vụ tắc nghẽn nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua. Theo hãng tin Xinhua, vụ nghẽn sông kéo dài tại khúc nối liền Thượng Hải với thành phố Hồ Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Nguyên nhân là do mực nước sông đã dâng lên tới mức cao kỷ lục khi trận bão Marakot tạo nên những trận mưa xối xả trút xuống miền đông Trung Quốc. Mưa lớn gây ngập lụt ở khu vực này và khiến nước sông dâng cao đến mức kỷ lục, có lúc lên đến 5,36 mét. Cơn bão này trước đó đã tàn phá đảo Đài Loan. Vẫn theo Xinhua, khúc sông bị tắc nghẽn dài 145 km, là tuyến đường thủy lớn chuyên chở 80% than đá dùng cho các nhà máy phát điện tại Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô. Tờ China Daily cùng ngày dẫn tin một nhân viên quản lý cảng ở Hồ Châu cho biết tuyến đường thủy nối Thượng Hải và Chiết Giang đã bị đóng cửa trong 13 ngày vì lý do an toàn. Các giới chức Trung Quốc trước đó loan báo dịch vụ chuyên chở trên thủy lộ này sẽ được tiếp tục lại khi nào mực nước an toàn trở lại. Các dịch vụ vận tải không thể được nối lại cho đến khi nước này rút bớt, một quan chức quản lý đường thủy nói. Tuy vậy, hiện chưa rõ tình trạng ách tắc này sẽ kéo dài bao lâu dù cơ quan chức năng đang tiến hành những bước cần thiết với nỗ lực nhanh chóng giải quyết tình trạng tắc nghẽn này. Marakot là cơn bão thứ 8 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Bão đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính tới 1,33 tỷ đô la Mỹ. Vào lúc 12 giờ 52 phút ngày thứ hai tuần trước, một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Luje, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên với trọng tâm là 18 km. Tâm chấn nằm ở 29,59 độ vĩ bắc và 102,08 độ kinh đông. Trận động đất này cho thấy một vết đứt gãy do trượt tấn công. Sau trận động đất, Cục Quản lý Động đất Tứ Xuyên đã ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp động đất cấp độ 2, thành lập trụ sở khẩn cấp, tổ chức cuộc họp khẩn cấp, sắp xếp công tác ứng phó khẩn cấp, điều tra xác minh tình hình động đất và thảm họa. Đồng thời phối hợp với địa phương, chính phủ để cứu trợ động đất, trụ sở cứu trợ động đất tỉnh Tứ Xuyên đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp động đất cấp 2 lên cấp 1. Bộ Quản lý Khẩn cấp đã chính thức công bố bản đồ cường độ của trận động đất Luje với cường độ 6,8 độ Richter. Từ 18 giờ ngày 9 tháng 9, tỉnh Tứ Xuyên chấm dứt hoạt động ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 đối với trận động đất. Tính đến 17 giờ ngày thứ Hai, trận động đất đã khiến 93 người thiệt mạng, trong đó có 55 người ở tỉnh Gansu và 38 người ở thành phố Yayan. 25 người khác bị mất liên lạc, trong đó có 9 người ở hạt Luje và 16 người ở hạt Simian. Theo xác định chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc, trước đó, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Luje, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên với tiêu cự sâu 18 km và tâm chấn ở 29,59 độ vĩ bắc, 102,08 độ kinh đông. Mạng lưới động đất Trung Quốc xác định tự động vào lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày, một trận động đất với cường độ khoảng 3,1 độ Richter đã xảy ra gần huyện Luje, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên và tâm chấn ở 29,56 độ vĩ bắc, 102,13 độ kinh đông. Tính đến 15 giờ chiều cùng ngày, đã ghi nhận được 3 dư chấn có cường độ mạnh 3,0 độ Richter trở lên, gồm có một trận động đất mạnh 6,0 đến 6,9 độ Richter, một trận động đất 5,0 đến 5,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 4,0 đến 4,9 độ Richter và hai trận động đất có cường độ 3,9 độ Richter. Tính đến 20 giờ, đã ghi nhận tổng cộng 6 dư chấn có cường độ mạnh 3,0 độ Richter trở lên. Trong đó có một trận động đất cường độ 6,0 đến 6,9, một trận động đất mạnh 5,0 đến 5,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 4,0 đến 4,9 độ Richter và 3 trận động đất có cường độ 3,9 độ Richter. Cơ quan quản lý động đất Tứ Xuyên cho biết, theo hệ thống đánh giá nhanh thảm họa động đất Tứ Xuyên, cường độ trận động đất cao nhất đạt cấp 9. Mạng lưới động đất Trung Quốc tự động xác định rằng vào lúc 19 giờ 26 phút cùng ngày, một trận động đất có cường độ khoảng 3,7 độ Richter đã xảy ra gần huyện Luje, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, tâm chấn 29,52 độ vĩ bắc, 102,24 độ kinh đông. Tính đến 7 giờ ngày hôm sau, đã ghi nhận tổng số 10 cơn dư chấn có độ lớn từ 3,0 độ Richter trở lên, trong đó có một trận động đất có độ lớn 6,0 đến 6,9, một trận động đất có độ lớn 5,0 đến 5,9, một trận động đất có độ lớn 4,0 đến 4,9, có 9 trận động đất với cường độ 3,9 độ Richter và dư chấn lớn nhất là 4,2 độ Richter. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 22 giờ 46 phút sau đó 2 ngày, một trận động đất có cường độ 2,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Luje, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, tâm chấn 29,67 độ vĩ bắc, 102,06 độ kinh đông với trọng tâm là 10 km.
Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định 3 ngày sau vào lúc 15 giờ 12 phút, một trận động đất có cường độ 3,3 độ Richter xảy ra tại huyện Lude, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, vị trí ở 29,78 độ Vĩ Bắc, 102,01 độ Kinh Đông với trọng tâm là 10 km. Tính đến 8 giờ ngày 9 tháng 9, tổng số 2.715 cơn dư chấn đã được ghi nhận, 16 cơn dư chấn có độ lớn từ 3,0 độ Richter trở lên. Trong đó có một trận động đất mạnh 6,0 đến 6,9 độ Richter, 10 trận động đất 5,0 đến 5,9 độ Richter và 2 trận động đất 4,0 đến 4,9 độ Richter, 14 trận động đất có cường độ 3,0 đến 3,9 độ Richter, 2.699 cơn dư chấn từ 4,5 độ Richter xuống dưới 3,0 độ Richter. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 13 giờ 17 phút ngày 22 tháng 10 năm 2022, một trận động đất có cường độ 5,0 độ Richter xảy ra tại huyện Lude, vị trí ở 29,61 độ Vĩ Bắc, 102,03 độ Kinh Đông, thuộc khu tự trị Tây Tạng Gansu, tỉnh Tứ Xuyên, với trọng tâm là 12 km. Huyện Lude trực thuộc tỉnh tự trị Tây Tạng Gansu ở tỉnh Tứ Xuyên, nằm trong vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng và lưu vực Tứ Xuyên. Trong lãnh thổ Lude là một vùng núi và hẻm núi điển hình, có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như núi Gông Ga và công viên rừng sông băng Hai Lưu Gu là một trong những điểm du lịch thu hút khách du lịch quan trọng ở phía Tây Tứ Xuyên. Năm 1935, Hồng quân đã giành được chiến thắng vang dội trên cầu Lude. Quận có diện tích 2.165 km2 và 8 thị trấn trực thuộc. Các ngôi làng cách trận động đất 5 km bao gồm Pisang, San Fuping, Ban Bian Street, Kangsiban, Man Yao và Dao Yongqiao. Các thị trấn trong vòng 20 km là Moxi Town, De Tu Town và Yan Jigu Town. Tâm trấn cách hạt Lude 39 km, cách thành phố Kanding 47 km, cách huyện Simian 48 km, cách huyện Hanyuan 62 km, cách huyện Jingjing 78 km, cách tỉnh tự trị Tây Tạng Gansu 52 km và cách 226 km đi khỏi thành đô. Độ cao trung bình trong vòng 5 km tính từ tâm trấn là khoảng 2.722 m. Nguyên nhân động đất. Theo phân tích toàn diện của các chuyên gia về động đất, tâm trấn của trận động đất nằm gần đứt gãy Moxi, ở phần đông nam của đới đứt gãy thời gian Xinguanghe. Li Kiao, một nhà nghiên cứu tại Viện Môi trường và Nguy hiểm Núi Thành Đô thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, gọi tắt là Viện Núi Thành Đô thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, hiện nay quy mô lượng băng tuyết lở ở sông băng Haligu trong trận động đất Lude không lớn. Khu vực lưỡi băng phẳng tầm xa bên dưới thác băng có một vùng đệm tốt cho sự di chuyển của các vật liệu băng và tuyết đã sụp đổ và đánh giá sơ bộ và lở băng ít có khả năng gây ra thảm họa hoặc hơn nữa tạo thành một chuỗi thảm họa. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều ngày liên tiếp, cách đây vài ngày, nhiều nhánh sông Hàn và sông Ngụy ở Thiểm Tây đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Ngoài ra, nền của một con đường ở huyện Tử Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún, nhiều phương tiện bị rơi xuống hố. Vừa qua, trên Weibo chính thức của chính quyền tỉnh Thiểm Tây thông báo rằng từ mấy ngày trước, lượng mưa trên diện rộng đã xảy ra từ Bắc đến Nam trong tỉnh và mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông Duy Hà và Hán Giang. Nhiều phụ lưu sông Hàn, sông Ngụy đạt đỉnh lũ và vượt lưu lượng cảnh báo. Từ 1 giờ đến 19 giờ ngày 9 tháng 9, có 47 đỉnh lũ tại 39 trạm thủy văn trên 30 sông. Trong số đó, trạm thủy văn Jinjanghe-Yaku có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1,37m vào lúc 5 giờ 55 phút ngày 9 tháng 9 và trạm thủy văn Juhe-Changgunpu có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1,76m vào lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9. Ngày 9 tháng 9, hai trạm thủy văn trên hai phụ lưu sông Hàn xuất hiện 3 đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Hồ chứa An Cang đã trải qua trận lũ 13.000 m3 trên giây vào lúc 11 giờ ngày 9 tháng 9, trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Hiện tại, lượng mưa vẫn đang tiếp tục và lũ đang đến dần đến hạ lưu sông Ngụy và sông Hàn. Số liệu quan trắc của các địa phương cho thấy trên địa bàn tỉnh có 1.500 trạm có lượng mưa lớn hơn 25mm, trong đó có 1.013 trạm có lượng mưa lớn hơn 50mm và 321 trạm có mưa trên địa bàn tỉnh có lượng mưa lớn hơn 100mm, phân bố chủ yếu ở Hán Trung, An Cương, Thượng Lưu, Bao Di, Tây An, Quây Nan và những nơi khác. Theo dự báo, chiều tối ngày 10 tháng 9 trên sông Hàn, đoạn An Khang tiếp tục được báo động sau lũ. Hạ lưu sông Duy Hà và sông Hoàng Hà lũ tiếp tục lên, dòng chảy tại trạm Đồng Quản sẽ ở mức 2.000 đến 3.200 m3 trên giây. Trong 24 đến 72 giờ tới, đoạn Bài Hề trên sông Hàn có thể tiếp tục xả lũ.
Theo CCTV News đưa tin, vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 9 tháng 9, nền móng bị sụt lún và đổ sập ở bên ngoài tỉnh lộ 211, tỉnh Thiểm Tây ở làng Xin Tao, thị trấn Cheng Quang, huyện Vinh Giang, An Cang. Hai ô tô cá nhân, một xe công trình và một số máy móc đậu bên trong rơi xuống hố. Theo báo cáo, không có người trong nhà lắp ghép và phương tiện khi vụ sập xảy ra nên không có thương vong về người. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 9, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Bắc của An Cang, Thiểm Tây và mưa lớn xảy ra ở một số quận. Trong số đó, lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại trạm Yijiang Dongmu Junmong đạt 176,9mm. Tính đến 6 giờ ngày 9 tháng 9, có 7.601 người đã được chuyển đến thành phố An Cang và các thảm họa khác vẫn đang được thống kê. Thưa quý vị, Thiểm Tây đã trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp trên diện rộng, khiến miền Nam Thiểm Tây, Quan Trung và các vùng phía Bắc Thiểm Tây bị lũ lụt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến 5,59 triệu người. Trong đó, 130 người chết và 207 người mất tích do lũ quét lở núi, lở đất và dòng chảy đá vụn. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 19,7 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 9 tháng 9, mưa và lũ lớn đã ảnh hưởng đến 9 thành phố, 78 quận, 1.374 thị trấn và 5,59 triệu người ở tỉnh Thiểm Tây, ngoại trừ thành phố Ngọc Lâm và huyện Dương Lăng. 298.000 ngôi nhà bị sập, 100 người bị thiệt mạng và mất tích, hơn 10.000 người phải chuyển đi khẩn cấp, 4 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng và 900.000 hecta hoa màu bị mất trắng. 8 quận bao gồm Đông Ba và Bay He, Junjiang và Yanba trong khu vực đô thị của thành phố An Khang bị ngập lụt. Khu vực đô thị của thành phố Tông Chuan và các quận như Longxian, Dali và Huayin bị ngập úng. 15 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở Yanba, Langao, Huanbin, Jinjiang, Longxian, Danfeng và các quận khác bị thiệt hại nghiêm trọng về đất canh tác, nhà cửa, điện, thông tin liên lạc, giao thông vận tải và các cơ sở hạ tầng khác. Các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng, 93 hồ chứa, 69 thủy điện, 3.353 kè dài 2.212 km, 2.405 công trình cấp nước bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 304 kè các loại bị vỡ, diện tích 43,43 km, 1.399 kè, 246 cống và thủy lợi, có 8.186 công trình, 37 trạm đo thủy văn, 2.034 giếng cơ điện, 199 trạm bơm cơ điện, 69 trạm thủy điện và 841 ao đập bị cuốn trôi. Chen Wenjun, phó kỹ sư trưởng Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây cho biết, lượng mưa lớn là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa lũ lụt. Địa hình và địa chất là cơ sở vật chất và điều kiện tiềm tàng cho các thảm họa lũ lụt trên núi. Lũ lụt lớn và tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt thấp đối với các sông vừa và nhỏ là nguyên nhân gây ra thiên tai lũ lụt. Sự gia tốc bất hợp lý của các hoạt động kinh tế và xã hội của con người làm trầm trọng thêm sự xuất hiện và thiệt hại của các thảm họa địa chất núi lửa. Thưa quý vị, từ sáng sớm ngày 9 tháng 9, từ Châu, Giang Tô đã xảy ra mưa lớn, nhiều nơi tích tụ nước nghiêm trọng, nước mưa tràn vào gara, đường lái xe biến thành sông, nhiều phương tiện bị ngập. Tuyến metro số 2 ga thành phố Khoa học và Công nghệ đã tạm thời đóng cửa do lượng nước tích tụ bên ngoài nhà ga. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông trên đất liền, Đài quan sát khí tượng Từ Châu ở Giang Tô đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 9 tháng 9. Dự báo trong 6 giờ tới sẽ có lượng mưa hơn 200mm tại các huyện Gulong, Yonglong, Kwansan District, Economic Development District, Port Alfred District và một số thị trấn, đường phố ở huyện Tongsan và huyện Jinjiang. Thời tiết đối lưu mạnh như dông cấp 10 và gió giật mạnh. Mặc dù cảnh báo đỏ đã được dỡ bỏ, Đài quan sát khí tượng Từ Châu cho biết có thể xuất hiện các cơn dông rải rác. Trên thực tế, từ sáng sớm ngày 9 tháng 9, Từ Châu đã hứng chịu lượng mưa lớn và có ít nhất 24 đoạn bị ngập nước trong khu đô thị. Chẳng hạn như tháp chống đường hầm Bắc Trung Sơn, đường hầm Bạch Vân, đường chui Xiandian, đường chui Yonglong Xinjin, đường hầm Chu Quang Linh, giao lộ Changpen và Vành Đai 3, đường Tam Sơn, đại lộ Hồ Côn Lôn, khu phát triển, đường sắt cao tốc South Southeastern, đường hầm Susan của quận Cảng, cũng như đường ngầm Sisisan. Tập đoàn Tàu Điện Ngầm Từ Châu đã đưa ra thông báo vào lúc 7 giờ 30 phút sáng rằng do lượng mưa lớn, nước bên ngoài ga thành phố Khoa học và Công nghệ tuyến số 2 Từ Châu sâu và dâng cao nên nhà ga tạm thời đóng cửa để tạm dừng các dịch vụ bên ngoài. Tài khoản Weibo chính thức của China Railway Shanghai Beru Group Company Limited thông báo rằng vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 9, do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn ở Từ Châu, đoạn giữa Makun
và Liugu trên đường sắt Bắc Kinh-Thượng Hải đã tạm thời bị phong tỏa. Mãi đến 7 giờ 55 phút, đoạn tuyến đường sắt Bắc Kinh-Thượng Hải gần Từ Châu bị phong tỏa vẫn chưa hoạt động trở lại. Các chủ đề liên quan đến nó, chẳng hạn như mưa lớn ở Từ Châu, nằm trong danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu ở Trung Quốc đại lục. Tình trạng tích nước nghiêm trọng cũng xảy ra ở một số cộng đồng và đoạn đường ở Từ Châu. Đoạn video cho thấy đường phố là sông, nước, sắp ngập biển quảng cáo, bến xe, xe đạp đậu ngập nước. Một số lượng lớn phương tiện bị nhấn chìm, xe buýt lưu thông trên đường như một chiếc thuyền. Vào mấy ngày trước đó, Thạch Gia Trang, Hà Bắc đã hứng chịu một trận mưa lớn. Nhiều đoạn đường bị tích nước nghiêm trọng, nhiều ô tô bị ngập và trôi trong nước. Ở một đoạn nhất định, nước mưa từ trên cầu đổ xuống như một lỗ màn nước. Theo báo cáo toàn diện về đất đai, lúc 8 giờ sáng, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc thông báo, theo số liệu thống kê về khí tượng thủy văn, tổng số 8.826 trạm. Từ 8 giờ ngày 9 tháng 9 đến 8 giờ ngày 10 tháng 9, có 6.100 trạm ở hầu hết các khu vực của tỉnh Hà Bắc. Trong đó, có 215 trạm ở Nam Trương Gia Khẩu, Nam Bảo Định, Trung và Nam Thạch Gia Trang, Khang Du và Bắc Hành Thủy với hơn 100mm. Lượng mưa ở khu vực đô thị chính của Thạch Gia Trang nằm trong khoảng từ 44mm đến 126,2mm và vườn Tử Đinh Hương là lớn nhất. Theo báo cáo, nhiều đoạn đường ở cầu ngầm ở Thạch Gia Trang đã bị tích nước nghiêm trọng và nhiều phương tiện bị ngập. Hiện tại, 22 cây cầu đường hầm đã bị cắt ở khu đô thị Thạch Gia Trang. Trước chợ hải sản Đông Hao, nhiều ô tô bị ngâm trong nước. Tại đường Vành Đai 2 phía đông của đường Hoài An ở thành phố Thạch Gia Trang, nước mưa từ trên cầu đổ xuống giống như một lỗ màn nước. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nước trên cầu chui và cầu ở Thạch Gia Trang rất sâu. Một số ô tô bị ngâm nước giữa đường, một số người dân đi xe đạp điện nước ngập ngang lưng, một số người dân trực tiếp chở xe điện đi dạo. Rạng sáng ngày 10 tháng 9, một bức tường ở đoạn qua ga đường sắt ở huyện Duyên Sinh, Thạch Gia Trang bị sập khiến nhiều ô tô bị đập phá và hư hỏng nặng. Ngày 10 tháng 9, chủ đề Hà Bắc mưa xối xả nằm trong danh sách tìm kiếm nóng hổi. Người dân địa phương chỉ trích chính quyền, cho rằng cứ mưa là nước lại ngập và hệ thống thoát nước của địa phương quản lý quá kém. Một cư dân mạng ở Hà Bắc nói, một mặt là mưa to, Thạch Gia Trang bị ngập lụt hàng năm, hệ thống thoát nước kém đến mức tôi không thể phàn nàn. Sau bao nhiêu năm, nó vẫn không được cải thiện. Tôi đã lớn như vậy và tôi chưa bao giờ thấy nước sâu và nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên, thật là sốc. Mỗi một trận mưa lớn đều tích nước như thế này. Một vấn đề chung ở nhiều thành phố, vấn đề thoát nước đô thị đã không được cải thiện chút nào trong vài thập kỷ qua. Từ cộng đồng ra bến xe buýt, nước ngập sâu đến mức đưa chân lên xe điện, nước ngập qua mắt cá chân sâu gần đến nửa bắp chân. Khu đô thị quận Tây An, thành phố Kangju đã bị phong tỏa. 11 giờ sáng ngày 10 tháng 9, mực nước vẫn cao như vậy. Đây có phải là hệ thống thoát nước qua xử lý không? Mỗi khi trời mưa, nước lại tích tụ. Đây là con đường mới sửa chữa, chưa thông xe, thoát nước quá kém. Khi Trùng Khánh và Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và cháy rừng, mưa bão ở Hà Bắc khiến người dân Tứ Xuyên và Trùng Khánh đều ghen tị. Họ đều nói, hãy cho một số điểm cho Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Hãy chỉ cho người dân của Tứ Xuyên và Trùng Khánh, bây giờ chúng tôi có thể có nước và điện. Thảm họa sạt lở đất và dòng chảy mảnh vỡ trên sông Nu Yang ở Vân Nam đã khiến 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Vào khoảng 1 giờ sáng, một thảm họa sạt lở đất và dòng chảy đá vụn đã xảy ra gần văn phòng quản lý đường cao tốc của huyện Gongsan, khu tự trị Nu Yang Lisu, tỉnh Vân Nam. Tổng cộng có 6 người mất liên lạc, 2 điểm sửa chữa ô tô, bãi tái chế sắt vụn, 2 ô tô bị vùi lấp, trạm thủy văn bị cuốn trôi, hư hỏng một số nhà dân của trụ sở quản lý đường cao tốc. Theo Sở Chỉ huy Cấp cứu Thảm họa thiên tai lở đất sông Đu Long, tính đến 7 giờ ngày hôm sau, đội tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy 2 nạn nhân tại địa điểm xảy ra thảm họa. Sau thảm họa, tỉnh tự trị Nu Yang Lisu, nơi có thị trấn Đu Long Yang, đã tổ chức một lực lượng cứu hộ gồm 200 người và 14 máy móc để tìm kiếm và cứu hộ những người mất liên lạc với dòng chảy đất đá và mảnh vỡ ở thị trấn Đu Long Yang và thực hiện công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Thảm họa ở thị trấn Đu Long Yang hoạt động cơ giới ít, đòi hỏi nhiều thao tác phải thực hiện thủ công. Ngoài ra, tại khu vực xảy ra thảm họa có nhiều điểm sạt lở, thời tiết mưa liên tục, đường trơn trượt khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy dò sự sống, thiết bị chụp ảnh nhiệt và các thiết bị khác để phối hợp với chó nghiệp vụ tìm kiếm và cứu nạn thủ công để giải cứu những người mất tích. Các Sở Tài nguyên Thiên nhiên và Khẩn cấp tỉnh, quận, huyện tiến hành điều tra, giám sát và cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn trong các khu vực thiên tai.
Bộ đã nỗ lực hết sức để đảm bảo sự thông suốt của đường cao tốc Đu Long Giang, đảm bảo vững chắc cho việc giải cứu nhanh chóng và hiệu quả những người mất tích, cũng như công tác cứu hộ và cứu trợ thiên tai. Theo thống kê sơ bộ, thảm họa sạt lở đất và dòng chảy đá vụn tại thị trấn Đu Long Giang đã khiến hai điểm sửa chữa ô tô và một điểm tái chế sắt vụn bị vùi lấp. Một trạm thủy văn bị cuốn trôi, một số ngôi nhà của văn phòng quản lý đường cao tốc Đu Long Giang có 68 người di chuyển để tránh nguy hiểm, 4 người mất liên lạc và 2 người thiệt mạng, ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 48,655 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, đường từ huyện Công Sơn đến nơi xảy ra thảm họa ở thị trấn Đu Long Giang về cơ bản vẫn bình thường. Thị trấn Đu Long Giang có đầy đủ ngũ cốc, dầu, rau và quần áo khẩn cấp, nước uống và thông tin liên lạc vẫn bình thường. Nguồn điện cơ bản được khôi phục, sản xuất và trật tự sinh hoạt của quần chúng được ổn định. Thưa quý vị, một thảm họa dòng chảy mảnh vỡ nữa cũng đã xảy ra ở Mang Si, Vân Nam, khiến một người chết và hai người mất tích. Phóng viên được biết từ trụ sở điều hành lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Mang Si, tỉnh Đê Hồng, tỉnh Vân Nam cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng, một thảm họa tự nhiên do dòng chảy đá vụn đã xảy ra từ con phố nhỏ ở thị trấn Trung Sơn, Mang Si đến ủy ban làng Mung Che Po. Cách đó 2 km, đường bị phong tỏa, một số ruộng lúa và lán ở hạ lưu bị ngập, khiến 3 người mất liên lạc. Trụ sở khẩn cấp thảm họa địa chất tỉnh Đê Hồng và trụ sở cứu trợ hạn hán và lũ lụt thành phố ngay lập tức phát động ứng phó 3 cấp, đồng thời tổ chức khẩn cấp cứu hộ các ban ngành như giao thông vận tải, tài nguyên thiên nhiên, y tế và các bộ phận khác khẩn trương đến hiện trường để thực hiện tìm kiếm và công tác cứu hộ. Đến 14 giờ 3 phút, lực lượng cứu hộ tìm thấy một người mất tích, nhưng anh ta đã thiệt mạng. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và giám định thiên tai, 2 người còn lại đang được tiến hành. Một dòng chảy mảnh vỡ khác cũng xảy ra ở thị trấn Trung Sơn, thành phố Mang, tỉnh Vân Nam, 3 người mất liên lạc. Theo dự báo từ West China Metropolis Daily và Tianfu Morning Post hôm qua, mực nước ở thượng nguồn đập của sông Dadu đã giảm đáng kể, làm giảm thêm mối đe dọa đối với cư dân dọc sông. Tuy nhiên, việc nổ tung thân đập ở sông Dadu ban đầu được lên kế hoạch cho ngày 9 tháng 9 đã bị hoãn lại khi các chuyên gia địa chất phát hiện ra những mối nguy hiểm trong khi điều tra ngọn núi bị sập. Ngoài ra, trong ngày 9 tháng 9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hài cốt của nạn nhân đầu tiên. Sáng ngày 9 tháng 9, trời mưa rất to ở Hanyuan. Đến 8 giờ 30 phút, hơn 100 cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang đã đưa xuồng xung kích đến đoạn đập chắn sông Dadu, mang theo giàn khoan gió và máy phát điện để đào hố nổ. Do khối đá rắn nên tiến độ khai quật bị chậm. Ngoài ra, dưới tác động của mưa lớn, sạt lở đất đá liên tục xuất hiện gần các tảng đá sập, đe dọa sự an toàn của lực lượng cảnh sát vũ trang. Vì lý do an toàn, khoảng 11 giờ trưa ngày 10 tháng 9, chỉ huy đã quyết định tạm dừng việc đào hố nổ và đưa ra phương án ứng cứu khoa học, hợp lý sau khi được các chuyên gia địa chất điều tra, nghiên cứu kỹ hơn tại hiện trường. Được biết, tính đến thời điểm đình chỉ thi công, cảnh sát vũ trang đã đào 6 hố nổ trên phần thân đập. Hôm 9 tháng 9 là ngày thứ 3 của vụ sập Monkey Rock, và chính quyền quận Hanyuan đã tăng cường tìm kiếm người mất tích. Theo người có liên quan phụ trách phòng lực lượng vũ trang huyện Hanyuan, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, một nhóm nhân viên tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy một thi thể nạn nhân đầy vết sẹo ở gần hạ lưu cầu Jiatu, cách Monkey Rock 10 km. Cơ quan chính quyền huyện Hanyuan ngay lập tức thông báo cho gia đình của những người mất tích để xác định danh tính. Nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã thu hồi được một chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Sau khi sửa chữa, người ta thấy rằng có rất nhiều ảnh được lưu giữ trong điện thoại. Qua những bức ảnh này và vết sẹo trên chân phải của nạn nhân, gia đình nạn nhân nhanh chóng xác nhận người chết là nam giới, quê ở làng Yanjiang, thị trấn Xiamian, huyện Xiamian, tên là Yu Jingheng. Yu Jingheng trở thành nạn nhân đầu tiên trong số 29 người mất tích được tìm thấy. Người có liên quan phụ trách đội tìm kiếm cứu nạn cho biết họ sẽ tăng cường nỗ lực tìm kiếm cứu nạn để tìm kiếm tung tích của những người mất tích khác trong thời gian sớm nhất. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 9 tháng 9, một nhóm các thành viên nhóm CDC từ CDC quận Hanyuan đã vội vã đến làng Wanchang, thị trấn Guanggong, quận Hanyuan và 4 nhân viên CDC bắt đầu khử trùng bờ biển. Lu He thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh huyện Hanyuan cho biết, việc này nhằm khử trùng mặt đường tiếp xúc để ngăn ngừa sự xuất hiện của các dịch bệnh sau thảm họa.
từ hôm 9 tháng 9, trung tâm đã cử 2 đội kiểm soát dịch bệnh tiến hành khử trùng tiêu độc dọc hai bên bờ eo biển. Các cơ sở giết mổ, trang trại chăn nuôi ban đầu đều là những địa bàn trọng điểm phòng chống dịch. Rock cho biết ngay sau khi mực nước giảm một phần, họ sẽ đến khử trùng cho đến khi hết nước. Tại cuộc họp báo lần thứ 3 diễn ra tối ngày 9 tháng 9, Sumeya, bí thư thành ủy Yanyan tiết lộ rằng bắt đầu từ ngày 10 tháng 9, kết quả tìm kiếm người mất tích sẽ tốt hơn ngày 9 tháng 9. Đối với thân nhân, bạn bè của các nạn nhân và những người mất tích đã khẩn trương đến huyện Hanyuan, trụ sở đã thiết lập một trạm tiếp nhận để bố trí nơi ăn, ở cho họ. Vào khoảng 7 giờ 10 phút tối ngày 9 tháng 9, sau hai âm thanh bị bóp nghẹt, mối nguy hiểm do thảm họa sập núi ở huyện Hanyuan, thành phố Yanyan, Tứ Xuyên, khối đá đã được loại bỏ thành công bằng cách cho nổ mìn. Đây là chiến thắng đầu tiên trong trận chiến đầu tiên của công việc loại bỏ khối đá nguy hiểm đối với thảm họa địa chất sập núi cao ở Hanyuan. Phóng viên được biết có 2 người thiệt mạng, 18 người bị thương, trong đó có 9 người bị thương nặng, 29 người mất tích. Thảm họa cũng khiến 147 ngôi nhà và 1.774 hectare đất nông nghiệp ở thượng nguồn bị nhấn chìm và hơn 7.000 cư dân đã phải chuyển đi. Hầu hết những người thương vong và mất tích trong thảm họa này là hành khách đi chuyến tàu K-117 từ Bắc Kinh đến Panjinghua. Các nạn nhân tạm ổn và không còn nguy hiểm để tính mạng. Theo Sumeya, bí thư thành ủy Yanyan, kiêm giám đốc Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân thành phố, nguyên nhân của vụ tai nạn là núi bị sạt lở do động đất, sự sụp đổ và trượt lở xảy ra dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn, mưa nhiều ngày. Do núi bị sạt lở, 3 khối đá nguy hiểm còn sót lại trên đỉnh và hai bên sườn núi bị sạt lở với khối lượng hơn 100.000 mét khối, như quả bom hẹn giờ, luôn đe dọa an toàn tỉnh lộ 306. Sumeya giới thiệu, hồ đập hình thành trên sông Dadu có cấu trúc tương đối lỏng lẻo. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 9, hồ đập bắt đầu xả ra khỏi đập. Dưới tác động của dòng nước cực lớn, diện tích vỡ ngày càng lớn. Các chuyên gia liên quan từ Sở Tài nguyên Đất đai tỉnh Tứ Xuyên và Sở Tài nguyên nước đã khẩn trương đến hiện trường trong đêm. Sau khi hội ý, họ đã cho nổ khối đất đá nguy hiểm ở phía bên phải của khối đá bị sập. Phóng viên tìm hiểu từ Sở Chỉ huy Tiền Phương, sau khi các nhân viên cứu hộ, cứu trợ leo lên đỉnh núi lần đầu tiên, họ nhận thấy ngọn núi vẫn tiềm ẩn nguy cơ có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ lưu sông Dadu, kế hoạch nổ mìn và dỡ bỏ chướng ngại vật dự kiến ban đầu từ 5 đến 6 giờ chiều cùng ngày đã được hoãn lại. Việc nổ mìn sẽ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Theo bản tin tin tức phát thanh truyền hình Trung ương của Đài Tiếng Nói Trung Quốc lúc 9 giờ 38 phút, núi đá khỉ bị sập ở huyện Hanyuan, tỉnh Tứ Xuyên, làm 2 người chết, 29 người mất tích và sông Dadu bị chặn. Vì vậy, việc tắc nghẽn sẽ bị ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân thượng nguồn và hạ lưu. Do ngọn núi vẫn có khả năng tiếp tục sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ cứu nạn và việc khôi phục giao thông tại chỗ, nên Bộ Tư lệnh Tiền Phương đã tiến hành nổ lần thứ 2 vào tảng đá hiểm trở của ngọn núi lúc 7 giờ 43 phút đêm ngày 9 tháng 9, đạt được kết quả như mục tiêu mong đợi. Đài Tiếng Nói Trung Quốc đã liên lạc với He Yu, phóng viên từ Yanyan, Tứ Xuyên, để tìm hiểu về tình hình mới nhất trên sông Dadu. Ngày 10 tháng 9, trên thượng nguồn hồ đập có mưa to, đề phòng mực nước hồ đập dâng cao gây nguy hại đến tính mạng, tài sản của người dân vùng thượng lưu và ở hạ lưu, thân đập của hồ bị ngăn thành đập ở sông Dadu phải được cho nổ lại. Tuy nhiên, do môi trường xung quanh phức tạp, thời tiết bất thường và nhiều yếu tố khác, vấn đề này luôn xoay vần bởi những nguy hiểm mới luôn xảy ra trên núi đá khỉ phía trên vị trí tắc nghẽn, nên việc nổ mìn đã bị hoãn 3 lần liên tiếp. Sở Chỉ huy cũng liên tục điều chỉnh thời gian và kế hoạch nổ mìn. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho nổ mìn phần thân bị chặn đã hoàn tất. Theo yêu cầu của Sở Chỉ huy, việc nổ mìn sơ bộ đã được tiến hành trên những tảng đá nhỏ hơn. Những tảng đá trên thân bị chặn phải được khoan bằng máy chuyên nghiệp, máy nổ lỗ. Các kỹ sư đã đào hơn 20 hố nổ xung quanh phần thân bị chặn và rất nhiều công việc sơ bộ đã được chọn thực hiện cho đến nay và phần thân bị tắc nghẽn sẽ lần lượt được cho nổ.